Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục công việc giới thiệu về các căn nhà xây mới đang được chào bán tháng 4 năm 2021, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với anh chị một căn nhà nằm trên phố Lê Văn Lương, cách mặt phố chỉ 200m thôi. Căn nhà của chúng ta với diện tích là 50m², xây dựng 4,5 tầng, thiết kế vô cùng hiện đại và thoáng sáng. Nếu anh chị đang tìm nhà khu vực này trong tầm tiền chỉ hơn 5 tỷ thôi thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để đi xem căn nhà này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta với diện tích là 50m². Căn nhà của chúng ta xây dựng 4,5 tầng, nhà hướng chính đông. Mặt tiền của chúng ta đây, thiết kế rất là hiện đại. Căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông nhé. Tuy nhiên đây cũng chỉ ở thôi, rất là yên tĩnh, ngõ thông thoáng. Rồi sau đây em sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị nhé. Khu này của chúng ta sẽ là khu để xe, khu để xe. Sau đó tiến vào khu bếp, khu bếp rất là rộng. Thiết kế cái form cầu thang lui ngoài này thì cái phòng bếp của chúng ta rộng lắm, cực kỳ rộng. Có tiểu cảnh ở đằng sau, vừa làm tiểu cảnh vừa lấy sáng cho các phòng ở phía sau, rất là rộng rãi. Đấy, anh chị sẽ nhìn rõ hơn. Phòng thiết kế rất là ưng, phòng bếp vừa rộng, phòng khách cũng rộng nữa. Cầu thang thì sẽ làm bằng gỗ. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phòng khách. Tiểu cảnh chúng ta thì làm lên tận tiến cho phòng khách này luôn. Đấy, rất là đẹp. Phòng khách như này sẽ rất thoáng. Anh chị đang xem video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương nhé, cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Đồng thời thì như anh chị nào có nhu cầu chuyển đổi nhà rộng hơn, muốn bán căn nhà cũ đi hoặc bán đất thì cũng gọi điện thoại cho em Phương nhé, em sẽ giúp anh chị kết nối. Phòng rất thoáng, lắp sẵn cái ống trời điều hòa rồi. Phòng trước phòng sau đều thoáng cả, phía sau rất là thoáng. Rồi chúng ta sẽ lên cái tầng 3. Tầng 3 cũng hai phòng như vậy. Đây, lên đến đây thì không phải bật điện nữa nhé. Rất là sáng rồi. Phía trước cũng vậy, cực kỳ thoáng sáng. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, một phòng thờ và sân phơi phía sau. Phòng trên này thì nền gạch rất gọn gàng. Khu này là khu phơi, xung quanh là chung cư hết rồi. Trước mặt đây là Lê Văn Lương rồi, cực kỳ gần. Anh chị tự quan tâm nhà khu vực này hãy điện thoại cho em Phương nhé. Ngoài những căn nhà này thì em Phương còn rất là nhiều các căn nhà mặt phố cũng như mặt ngõ kinh doanh. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.